mai mình sẽ review một chiếc kính, đây gọi là kính đại pháp trong sửa chữa. Đây, cái này soi mạch cực kỳ nguy hiểm đấy. Cái này dùng một chiếc điện thoại đó, biến chiếc kính này thành gì gọi là chiếc kính hiển vi có màn hình. Này, cho cái mình nắp cái kính này vào cái cam này. Mình để vào. Đấy các bạn. Để phê lòi mắt ra. Yeah. Chúng ta đưa cái men mạch lên nhìn rất chi là rõ và sáng nét. Các bạn thấy không? Cái kính này chúng ta khó chịu là chúng ta phải để đúng cái cỡ ly, không thì nó không được sáng và không được nét, nó sẽ không lấy nét mờ. Cỡ ly thì chúng ta mua chúng ta phải điều chỉnh lên xuống như này, chúng ta sao cho nhìn rõ nét nhất. Cái này chúng ta cũng có khả năng câu được. Bây giờ chúng ta thử soi cái men của con iPhone xem các cái mạch niti nó nhỏ thì mình có soi được nha. Đây là men iPhone, ta soi đấy, cũng được ấy, cũng có khả năng. Ví dụ như cái này chúng ta để làm đồ câu cũng được, thay cho quả kính hiển vi mấy triệu to và gió nét. Đấy, chúng ta bây giờ để anh em mà chúng ta thử zoom cái này lên nha. Đấy, đấy cũng được cái chứ. Ôi được đấy, chúng ta có thể zoom hình lên được. Như thế này chúng ta có thể làm soi các cái mạch nó bị đứt đường hoặc là rơi nước. Ví dụ như con này có bên này nhìn cũng vẫn đẹp. Chip Toshiba. Nét đến từng chi tiết. Chất như anh B-phone đấy. Một kính lúp. Kính này chỉ có mấy anh đi soi vàng bạc khảo cổ học mới có thôi đấy. Các bạn biết cái kính này ở chỗ nào bảo mình nhá. Hiện giờ cửa hàng có mỗi một cái và có ba anh em đang tranh nhau sử dụng. Chào các bạn. Chương trình khoe của hết.